Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Hai tiểu tặc Tần Vũ nhà ngươi, ta xem ngươi có thể chạy được bao xa. Ăn một kiếm của ta. Ơi, ông lộ nhà ngươi. Ơi, trốn đi. Ngươi đã chạy trốn chưa vậy? Chạy đi kìa. Bật nại ta đi, sao không bật nại rồi? Ông nội nhà ngươi ta mệt rồi, nghỉ ngơi một lát. Ơi, sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn vui vẻ như vậy. Ngươi có phải là bị đánh đến ngu người rồi không? Ơi, ngươi không hiểu. Niềm vui của cha. Ngươi không tưởng tượng được đâu. Một con rối. Có thể làm gì được ta? Con rối không được. Bọn ta thì như nào? U Minh tử tướng. Người. Đuổi kịp chưa? Đáng ghét, linh khí không dùng được chút nào. Cái này. Người rốt cuộc là ai? Ta là Tần Vũ. Không, không thể nào. Ngươi không phải là Tần Vũ. Ngươi. Sao lại không phải Tần Vũ? Ta chính là Tần Vũ, cũng là Diệp Thần. Diệp Thần. Ngươi là Diệp Thần. Không thể nào, điều này tuyệt đối là không thể nào. Bởi vì các người, ta phải đeo mặt nạ đi đến Bắc Sở. Vẫn chưa cẩn thận thống nhất Viêm Hoàng, trở thành Viêm Hoàng Thánh Chủ. Ngươi, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Bây giờ điện chủ của Hằng Nhạc Cửu, Cửu Đại Phân Điện đều là người của ta. Huyết viêm mà các ngươi bổ nhiệm ở trong Hằng Nhạc Phân Điện thứ 5 sớm đã bị ta phế rồi. À đúng rồi, trận chiến đêm hôm nay,
có một nửa là công lao của ta. Các ngươi đóng đinh xuyên qua diệp thần trên cổ nhai. Quay về đòi nợ rồi. Không ngờ là chết như thế này. Ông lộ nhà mày. Cô đi nhà xí lâu quá. Người. Người còn sống, cơ ngưng xương. Phí lời, cô không phải để ta đợi cô đi nhà xí hay sao? Người người có thể đàng hoàng một chút hay không? Được mà. Tối nay có thịt để ăn rồi. Cô là muốn ăn chân gấu hay là sói nướng đầy diệp? Cốt. Người sao lại cứu ta? Bởi vì nhìn cô xinh đẹp thôi. Được rồi. Bởi vì cô đáng giá. Đáng giá, đúng vậy. Ây, Huyền Ninh Chi Thể, thánh nữ của Chính Dương Tông, điện chủ của phân điện thứ 9 Chính Dương Tông, trưởng giáo tương lai, tùy tiện mang một thân phận lấy đi bán đều rất là đáng giá đó chứ. Ngươi. Ây, mùi vị này tuyệt vời. Cô có cần cắn một miếng hay không? Không ăn à? Miếng thịt ngon như vậy mà không ăn, cô thật sự không muốn ăn sói lướng chứ? Ây, ngươi cút ra. Ngươi có đàng hoàng? Ngươi có lúc nào đàng hoàng không vậy hả? Ây, ta ngủ đến nỗi bị sái cổ rồi. Ta sẽ đuổi thẳng cổ cho đàng hoàng. Ta. Cô đi nhà xí lâu quá. Hai. Cô biết làm thế nào giải cấm chế của huyền đạo vô thương này hay không? Hình như ta không thể nào sử dụng được chút linh khí nào rồi. Đợi. Dựa vào chiến lực của ngươi và ta, chỉ ít 7 ngày mới có thể phá vỡ phong cấm. Đây là phụ thuộc vào chiến lực. Là quyết định. Chiến lực của chúng ta thấp hơn Thanh Vân lão tổ, nên chỉ có thể đợi. Chỉ có thể đợi thôi à? Ơi đù mẹ. Vậy chiêu này cũng quá trâu bò rồi nhỉ? Nếu học được, không phải là thiên hạ vô địch rồi à? Không lợi hại như vậy đâu. Chiêu này đối với ngươi có chiến lực cao hơn mình về cơ bản là vô hiệu. Chiến lực thấp hơn mình cũng chỉ là có tỷ lệ trúng chiêu. Chỉ là tỷ lệ rất lớn mà thôi. Vậy cũng rất trâu bò rồi. Đây. Đây đúng là thần khí bắt cóc tống tiền. À, ta phải xem làm thế nào để học hỏi mới được. Bắt cóc tống tiền. Người tốt xấu gì cũng là người có tiếng. Người làm sao dọn sạch những thứ này? Dọn sạch cái quái gì? Dọn sạch những thứ này. Thứ trên mặt bàn này đúng không? Cô đường đường là thánh nữ, đương nhiên không hiểu được sự khổ sở của tay ăn chơi giang hồ như bọn ta. Đối với chúng ta, trong nhà có lương thực, trong tâm không có hoảng loạn có hiểu hay không? Người thế này là đều đủ trang bị một quân đội tu sĩ rồi đó. Người nấy ở đâu ra được nhiều tài nguyên như vậy? Các ngươi đánh nhau, ta đương nhiên là phải nhặt những gì còn sót lại rồi. Nhưng đều chưa phân loại ra lộn xộn quá đi. Đúng thật là vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ.
Có muốn xem những cái vô liêm sỉ hơn hay không? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ơi, ta đã cứu cô, có phải cô nên báo đáp ta hay không? Đồ vô lại, ngươi dám làm bừa, ta sẽ... Ơi, xem ra chính Dương Tông cũng không giàu có gì ha. Chỉ một ít này của cô, lại bỏ đi. Chân ruồi nhặn cũng là thịt. Ngươi, ngươi... Ngươi biến đi, thật hối hận khi quen ngươi. Ây ô, ta cứu cô, còn cô lại muốn mưu hại ta, lấy oán trả ơn. Đây là bắt đầu lướt mắt đưa tình rồi ư? Xem ra đêm nay có hy vọng tạo ra em bé rồi hả? Ngươi cút đi, tạo cái đầu ngươi tạo. Ây, ta nghiêm túc nói mà. Hai tử của Hoàng Cổ, Thánh Thể và Huyền Ninh Chi Thể hấp thu hai điểm của huyết mạch này. Vừa sinh ra đời đã bẩm sinh phù hợp với đại đạo. Đó là một loại huyết mạch kỳ dị. Ở thời kỳ hoang cổ, có người chứng kiến một người có huyết mạch này trở thành hoàng đế. Trâu bò quá độ rồi ta nói người nghe. Thật hay giả vậy? Thật mà, nửa ngươi làm gì? Ngươi có được công nhận là đại đế mạnh nhất, được biết đến ở trong lịch sử của Hiên Viên Đại Đế. Ơi, Hiên Viên Đại Đế, nghe thì đúng là rất ngầu. Huyết mạch của hai người sẽ là một vị hoàng đế cổ tự trong tương lai. Cho dù không thể nào trở thành, cũng nhất định là đế đạo cường giả, sẽ là nhất đại cự kình ở trong chư tiên vạn vực. Nhanh lên đi, lên đi, lên đi. Cút, con mẹ nó. Đi gầy như châu chấu, loạn hết rồi. Ta còn có chút hứng thú nào. Ngươi nói ai giống châu chấu chứ? Ơi, cái đó, ta là đang nói, thịt nướng ngán quá. Ơi, muốn ăn châu chấu nướng, xốp giòn. Ơi, đồ thần kinh, vô sỉ. Đánh chết cho ta. Hàng Nhạc Tông đại điện, các ngươi nhanh đi truyền mệnh lệnh của ta, công phá tổng bộ Thanh Vân, con mẹ nó, đều không cần quay về nữa. Vâng, trưởng giáo, chúng ta thua một cách rất là kỳ lạ. Ơi, nếu như truyền tống trận của một hoặc là hai phân điện không bị phá hủy thì sự việc còn có thể tha thứ. Chín phân điện à, truyền tống trận của chín phân điện vẫn chưa bị phá hủy, đây có lẽ không phải là trùng hợp. Ơi, ta cũng có loại cảm giác như vậy. Chính Dương Tông, ta luôn cảm thấy trong tối còn có một bàn tay lớn đang thao túng cuộc đại chiến này, mục đích chính là khiến cho Tam Tông tam bại câu thường. Đúng, chính là ý này. Điều tra cho ta, cẩn thận điều tra kỹ càng, mỗi một ngóc ngách đều không được bỏ qua. Triệt để phục bàn cho ta muốn biết rõ nguyên nhân của sự thất bại lần này.